Ok, chào các bạn. Video này thì mình test cho anh khách. Tối nay sẽ gửi gấp để ngày mai anh có hàng. À, sáng mai gửi sớm nha, để ngày mốt anh có hàng nha. Tại vì giao hàng tiết kiệm thì trong ngày mai vẫn còn nhận đơn đi các tỉnh miền Tây nha. Nhưng mà từ miền Trung đổ ra miền Bắc thì không nhận được nha các bạn. Cho nên là tối nay sẽ làm một số đơn gấp cho những anh khách ở miền Tây hoặc là miền Trung đổ vào. Ok, đây là cái động cơ chế quạt. Hàng này của Đức nha. Hàng này là hàng mới chưa xài. Nó rất là đa dạng điện áp. Cái loại này không hiểu tại sao nó rất là nhiều điện áp nha. 115, 203 và 400. Thì mỗi điện áp thì nó có những công dụng khác nhau. Giống như những trong máy CNC áp cao 400 á, 380 á, thì nó xài là 400 thì là đúng nha. Còn cái loại này thì cũng còn khoảng mười mấy cái trên bãi. Qua lễ thì qua Tết thì mình sẽ đi lấy về. Một cái này nặng 5,7 kg nha. À, 4,7 kg. 4,7 kg. Loại này chạy điện 220. Mình đã đấu tụ theo data sheet của nhà sản xuất nha. Data sheet đấu đúng dây. Còn lại 2 dây ra nha. Cái loại này hôm bữa mình đấu bị sai nó chạy không có đúng nha. Sau đó mình đã chỉnh lại. Thì nó chạy đúng là gì? Thì chạy đúng á, khi cấp nguồn vào á, nó sẽ khởi động rất là mạnh nha. Tại vì nó có tụ đề mà. Nó khởi động rất là mạnh và chạy luôn. Còn bữa mình đấu sai á, đấu vào nó cứ rì á, thì nó vẫn chạy nhưng mà nó không đúng nha. Ok. Cái này thì hoàn thiện thì giá là 550k. Nhưng bộ này anh khách mua 3 món á, mình giảm còn 500k. Cái này không khuyến cáo ở nhà các bạn test giống như mình nha. Tại vì cái này lực rất là lớn và nó nặng gần 5 kg. Cho nên nếu các bạn mà tay các bạn mà làm không quen á, nó giật nha. Nó giật nó văng. À, mình cũng bị một cái nhát cưới cho nên là khuyến cáo không test ở nhà nha. Sau khi các bạn lắp vào hoàn thiện hết thì hãy test nha. Ok. Đó, khi đấu đúng theo data sheet của nhà sản xuất đó, thì nó chạy rất là mạnh nha. Đề ba nó chạy luôn. Và cái loại này tua rất là cao và chạy rất là êm. Chuyên dụng để chế quạt nha. Hàng bảo hành 12 tháng. Hàng bán ra là không rơ lắc nha các bạn. Ở đây nó có 4 ốc nè. Cái phần này là phần bắt vào cái đế nha. Còn phần này sẽ bắt vào cánh quạt. Thông thường loại này thì nó cho cái quạt lồng sóc á, cái quạt cánh lồng sóc á. Tuy nhiên thì các bạn có thể chế quạt trần. Tại vì đây có cái bát bắt rất là rộng nè. Chế quạt trần hay là những cái quạt nào cũng được. Hoặc là những ứng dụng mà cần lực kéo khỏe êm, như là mài nhắm băng. Có một anh khách á, nói là về tiện cái này sát siêu đây thành một cái bậc liền thôi nha, từ đây tới đây bậc liền rồi xong rồi quấn giấy nhám á lên để làm cái máy mài, cũng rất là hữu dụng ha. Hàng mới chưa xài. Ok, cảm ơn khách đã ủng hộ shop nha. Thì tiếp tục của anh là còn hai đơn này bên đây thì đã cái bơm đã test rồi nha. Cũng có video bơm test và một cái 400W giảm tốc 1/40 thì cũng đã test tháng từ nha. Ok, cho nên anh về cái việc xài thôi. Và tiếp theo mình sẽ làm cái đơn bên đây. Cái đơn bên đây thì mình vừa mót cái IC về 24V. Hai đơn này sẽ giao gấp trong sáng mai. Và trong ngày mai thì mình làm thêm những cái đơn của những anh khách đó. Mình sẽ xem lại cái địa chỉ. Nếu đúng khu vực miền Tây thì mình sẽ làm hết. Ok, cảm ơn anh đã đặt hàng.